không ngừng phô trương, Trung Quốc triển khai thêm chiến đấu cơ tàng hình. Mỹ đang cho ra đời hàng không mẫu hạm mạnh nhất từ trước đến nay. Sức mạnh lữ đoàn tàu ngầm Việt Nam. Trung Quốc không thể thắng nếu chơi bài tổng bằng không ở Biển Đông. Vành đai và con đường sẽ đẩy Trung Quốc vào vết xe đổ Liên Xô. Kính chào khán thính giả đang theo dõi một tin Biển Đông của ngày 28 tháng 6 của Đài TV. Và tiếp sau đây sẽ là các nội dung chi tiết. Thưa quý vị, mở đầu bản tin hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với một thông tin đáng chú ý về hoạt động quân sự của Bắc Kinh. Trung Quốc mới đây đã triển khai thêm một lữ đoàn chiến đấu cơ tàng hình J-20 đến đơn vị không quân thuộc chiến khu miền Bắc đóng tại thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh, đông bắc của nước này. Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng vào ngày 26 tháng 6, thì đây là đơn vị chiến đấu thứ hai của Trung Quốc nhận máy bay J-20 sau lữ đoàn thuộc chiến khu miền Đông tại thành phố Vũ Hồ, tỉnh An Huy. Cộng với hai lữ đoàn huấn luyện ở Nội Mông và Hà Bắc, Trung Quốc được cho là đang có ít nhất là 150 chiếc J-20. Giới chuyên gia quân sự Trung Quốc cho rằng, việc triển khai J-20 tại Liêu Ninh nhằm gửi tín hiệu đến Hàn Quốc và Nhật Bản và rằng Trung Quốc đang tăng cường lực lượng phòng không vùng Duyên Hải và đang cảnh báo hai nước này không nên tham gia cùng với Mỹ, can thiệp vào vấn đề Đài Loan. J-20 ra mắt vào năm 2017 và có tầm tác chiến là 2.000 km. Thưa quý vị, Hải quân Mỹ đang tích cực điều chỉnh hai hàng không mẫu hạm dòng Ford mới để tăng thêm hiệu quả chiến đấu tổng thể. Theo tuyên bố của Hải quân Mỹ, những điều chỉnh đối với các hàng không mẫu hạm dòng Ford nhằm cải thiện tiềm năng chiến đấu trên biển khi chúng kết hợp với chiến đấu cơ F-35C và máy bay không người lái UAV tiếp nhiên liệu trên không MQ-25 Stingray. Trong đó, USS Gerald O. Ford là chiếc đầu tiên của lớp hàng không mẫu hạm Gerald O. Ford. Hải quân Mỹ đã ký hợp đồng với Huntington Ingalls Industries để chế tạo tàu USS General Ford và sắp tới là 3 chiếc dòng Ford bao gồm USS John F. Kennedy, USS Enterprise và USS David Miller. Tạp chí The National Interest cho biết, bên cạnh mục tiêu tiết kiệm chi phí hơn 4 tỷ đô la Mỹ liên quan đến hợp đồng mua các hàng không mẫu hạm dòng Ford, Hải quân Mỹ còn hiện đại hóa và phát triển công nghệ chiến tranh bao gồm chiến đấu cơ F-35C. Hệ thống súng MK-38 và UAV MQ-25 Stingray giúp cho tăng khả năng sát thương. Những điều chỉnh này dường như là một phần chiến lược mở rộng của Hải quân Mỹ thúc đẩy hệ thống tấn công và phòng thủ của các hàng không mẫu hạm dòng Ford bằng cách bổ sung hệ thống phòng thủ ngư lôi, tên lửa đánh chặn và tích hợp các nền tảng hỗ trợ chiến đấu như là F-35C và MQ-25 Stingray. Việc sắp xếp các nền tảng tích hợp trên một cách hợp lý, như Hải quân Mỹ đã tuyên bố, có thể mang lại một loạt các cải tiến đáng kể cũng như là phù hợp với chiến lược, giúp cho các hàng không mẫu hạm của họ chuẩn bị tốt hơn khi xung đột xảy ra. Ngoài chiến đấu cơ F-35C mở ra một loạt tùy chọn tấn công mới, Hải quân Mỹ còn tận dụng được khả năng tình báo, trinh sát, giám sát và cảm biến mới công nghệ nhắm mục tiêu, qua đó thay đổi đáng kể phạm vi tấn công trên không. Cộng thêm công nghệ tàng hình cho phép F-35C hoạt động trong những khu vực công nghệ cao, chẳng hạn như là khu vực đặt hệ thống phòng không tiên tiến và máy bay được tiếp nhiên liệu ngay trên không nhờ MQ-25 Stingray. Bán kính tấn công của các chiến đấu cơ phóng từ tàu sân bay dự kiến sẽ được nhân đôi. Điều này giúp cho Hải quân Mỹ có thể tấn công các mục tiêu xa nội địa hơn hoặc là những khoảng cách xa hơn. Vào ngày 18 tháng 6, Daily Mail đưa tin, Hải quân Mỹ đã kích hoạt hàng tấn thuốc nổ gần tàu USS Gerald O. Ford để kiểm tra độ bền trong điều kiện chiến đấu. Vụ nổ được thực hiện cách bờ biển bang Florida vào khoảng 160 km, cường độ tương đương với một trận động đất là 3,9 độ Richter. Sau vụ nổ, tàu USS Gerald O. Ford đã quay trở lại bến tàu của hãng Newport News Shipbuilding để hiện đại hóa, bảo trì và sửa chữa trước khi đi vào phục vụ chính thức vào năm 2024. Nó là con tàu đắt nhất trong lịch sử Hải quân Mỹ. Chi phí chế tạo ban đầu dự kiến là 10,5 tỷ đô la Mỹ, nhưng sau đó đội lên là 13,3 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, Việt Nam đang sở hữu 6 tàu ngầm Kilo do Nga sản xuất, hiện đại hàng đầu thế giới. Lữ đoàn tàu ngầm MU-89 là đơn vị đặc biệt, trọng điểm của quân chủng hải quân có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, hiệp đồng với các lực lượng khác để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Việt Nam trong mọi tình huống. Sức mạnh đội tàu ngầm Việt Nam. Việt Nam đặt chiến lược xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó có một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại, nhằm để bảo đảm cho quân đội Việt Nam đủ mạnh để bảo vệ đất nước trong mọi tình huống.
Việt Nam hiện có trong biên chế là 6 chiếc tàu ngầm thuộc lớp Kilo, hiện đại hàng đầu thế giới. Lực lượng tàu ngầm của Quân chủng Hải quân cũng là một trong những đơn vị được thẳng tiến lên hiện đại. Được thành lập từ tháng 6 năm 2011, Lữ đoàn tàu ngầm 189 là đơn vị tàu ngầm cấp chiến dịch đầu tiên của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Đây cũng là đơn vị đặc biệt trọng điểm của Quân chủng Hải quân, có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và hiệp đồng với các lực lượng bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Trung tá Mai Thắng, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân cho biết, kể từ năm 2014, Hải quân Nhân dân Việt Nam đã được trang bị đội quân tàu ngầm phiên bản Kilo 363. Đây là loại vũ khí hạng nặng có sức mạnh hủy diệt các loại tàu mặt nước mà các loại hạm đội khác có mặt trên biển. Chính vì nó có sức mạnh hủy diệt lớn nên đã được đặt tên là Hố đen đại dương. Theo vị chuyên gia, trước khi xuất hiện 6 tàu ngầm ở Việt Nam, thế hệ sĩ quan Hải quân và Bộ Quốc phòng Việt Nam chỉ biết đến với sức mạnh là sát thủ không ranh giới của tàu ngầm Mỹ, Nga, Anh, Pháp, Ấn Độ, Trung Quốc hoặc Triều Tiên. Tuy nhiên, tàu ngầm Kilo 636 đang có mặt tại Lữ đoàn tàu ngầm 189, được cho là vượt trội về vũ khí trang bị và tính năng tác chiến so với sát thủ không biên giới của Mỹ. Không phải ngẫu nhiên mà tàu ngầm Kilo 636 được coi là huyền thoại của Hố đen đại dương. Trung tá Thắng nhắc lại, trong quá trình tác chiến, các tàu ngầm Kilo do Nga chế tạo chạy êm trong lòng biển mà tàu đối phương không phát hiện được, ngay cả ở cự ly rất gần. Ngoài Hố đen đại dương, tàu ngầm Kilo còn có thêm tên khác là sát thủ dưới mặt nước. Với nhiệm vụ đặc trưng và săn ngầm, có khả năng tiêu diệt tất cả các loại tàu biển và tên lửa mặt đất như là căn cứ bờ, trận địa tên lửa của đối phương và hiệp đồng tác chiến cùng với lính thủy đánh bộ đánh chiếm, tái chiếm đảo khi có lệnh. Tàu ngầm lớp Kilo cũng có sức mạnh trinh sát, hủy diệt các hạm tàu nổi mặt nước của đối phương như là hàng không mẫu hạm, khu trục và tàu hộ vệ. Tàu ngầm lớp Kilo 636 mà Lữ đoàn tàu ngầm 189 sở hữu, các thông số hết sức là hiện đại. Những tàu ngầm đang có trong biên chế Hải quân Việt Nam có chiều dài là 73,8m, rộng 9,9m, lượng dạn nước là từ 3.000 đến 3.950 tấn, tải trọng tối đa, tốc độ là 20 hải lý trên 1 giờ, có thể lặn sâu tối đa là 300m, thời gian hoạt động độc lập là 45 ngày đêm, sức chứa thủy thủ đoàn là 52 người. Ngoài ra, tàu cũng trang bị 6 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm, tên lửa chống tàu Club S, 24 quả ngư lôi, tên lửa phòng không 9K-34 Stila 3 hoặc 8 tên lửa 9K-38 Ikla. Thưa quý vị, nếu Trung Quốc đơn phương áp đặt ý chí của mình lên khu vực, điều này sẽ gây tổn hại nghiêm trọng tới quan hệ của Trung Quốc với đối tác. Nhìn lại vụ xảy ra vào năm 2014, việc Trung Quốc ngang nhiên đưa tàu nhóm khảo sát Hải Dương 8 vào vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa ở phía nam Biển Đông của Việt Nam được đánh giá là sự vụ rất nghiêm trọng. Động thái nguy hiểm của Trung Quốc không chỉ vấp phải sự lên án gay gắt từ phía Việt Nam, mà còn từ những tiếng nói yêu chuộng hòa bình, tôn trọng công lý khắp nơi trên thế giới. Trung Quốc hành động sai trái không thể biện minh. Ông Bill Hayton, chuyên gia hàng đầu về Biển Đông của Viện Nghiên cứu Quốc tế Hoàng gia Anh nói, đây rõ ràng là một sự vi phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, theo Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS 1982. Tôi không thấy có điều gì có thể biện minh cho các hoạt động hiện nay của Trung Quốc. Việt Nam có quyền để bảo vệ vùng đặc quyền kinh tế của mình. Theo UNCLOS và phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế 3 năm trước đây, thì khu vực đó thuộc về Việt Nam. Giáo sư Stein Tonesson thuộc Viện Nghiên cứu Hòa bình Oslo, Na Uy cùng chia sẻ quan điểm trên. Tôi cho rằng đây là một hành vi đáng chê trách từ phía Trung Quốc. Theo UNCLOS, Trung Quốc không có quyền được khai thác tài nguyên ở vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của các nước khác. Nguyên phó chánh văn phòng nội các Nhật Bản Katsuhito Asano thì khẳng định hành vi của Trung Quốc đã vi phạm UNCLOS 1982, gây ảnh hưởng tới an ninh của Biển Đông và khu vực. Trung Quốc không những xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, mà đang gia tăng những hành động quân sự hóa tại Biển Đông. Điều này kích động chiến tranh, coi thường luật pháp và dư luận quốc tế. Không ngừng gia tăng ảnh hưởng. Hiện nay, Biển Đông là một vấn đề vô cùng nhạy cảm. Trung Quốc đã đơn phương tuyên bố chủ quyền với gần như là toàn bộ diện tích Biển Đông, trong khi các quốc gia thành viên ASEAN như là Việt Nam, Philippines, Malaysia và Brunei cũng có tuyên bố chủ quyền tại vùng biển này. Trong những năm gần đây, cùng với việc kinh tế phát triển nhanh chóng, Trung Quốc cũng đã không ngừng tăng cường sức mạnh quân sự và ngày càng tỏ ra quyết đoán hơn với vấn đề Trung Quốc. Trung Quốc đã bất chấp dư luận quốc tế, bồi đắp trái phép các bãi đá, rạn san hô ở Biển Đông, thành các đảo nhân tạo và không ngừng quân sự hóa các thực thể này, không củng cố yêu sách chủ quyền phi lý của họ trên Biển Đông. Phớt lờ phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế năm 2016 vốn phủ nhận các yêu sách của Trung Quốc tại vùng biển này.
có thể hiểu được rằng Trung Quốc coi Biển Đông có ý nghĩa quan trọng đối với lợi ích của họ. 70% khối lượng dầu thô và 90% giao dịch hàng hóa của Trung Quốc đi qua vùng biển này. Biển Đông cũng là một trong những tuyến đường giao thương hàng hải quan trọng bậc nhất trên thế giới. Vì thế, những yếu tố cạnh tranh chiến lược trong khu vực là điều rất khó để tránh khỏi và đương nhiên, với tham vọng của mình, Trung Quốc muốn giành vị thế thống trị ở đây. Tuy nhiên, Trung Quốc nên nhận ra rằng Biển Đông cũng quan trọng không kém đối với các nước láng giềng cũng như là các quốc gia ngoài khu vực, nhưng có lợi ích chiến lược ở Biển Đông. Có thể lấy một ví dụ rất đơn giản, đó là có gần 50% tàu của Ấn Độ đi qua khu vực và New Delhi có lợi ích hợp tác đầu tư khai thác dầu khí hợp pháp trong vùng biển này. Không thể chơi bài tổng bằng không. Bài bình luận trên tờ Times of India cho rằng, nhìn tổng thể thì một số quốc gia có thể đưa ra tuyên bố chủ quyền chồng lấn ở Biển Đông, nhưng không nước nào có thể giành thắng lợi nếu chơi trò tổng bằng không. Tôi được, anh mất, tôi mất, anh được. Nếu Trung Quốc đơn phương áp đặt ý chí của mình lên khu vực, điều này sẽ gây tổn hại nghiêm trọng tới quan hệ kinh tế của Trung Quốc đối với các nước ASEAN. Với điều này sẽ không có lợi về lâu dài. Ngoài ra, Trung Quốc cần phải tự hỏi lại bản thân liệu nước này muốn trỗi dậy hòa bình hay trỗi dậy phẫn nộ. Nếu sự trỗi dậy của Trung Quốc khiến cho các nước phẫn nộ, thì Trung Quốc sẽ không thể đạt được mục tiêu của mình. Một câu hỏi lớn hơn đặt ra cho Trung Quốc lúc này là, khi Bắc Kinh trỗi dậy, thì tư tưởng văn minh của họ đối với thế giới sẽ là gì? Liệu Trung Quốc có tin vào chủ nghĩa đơn phương hay không? Khi đó, một trong những cáo buộc mà Trung Quốc hay nhắm vào Mỹ thì sẽ chính là đòn gậy ông đập lưng ông mà Trung Quốc phải nhận. Trung Quốc có thể mời gọi các nước khác tham gia vào quá trình tăng trưởng của mình bằng những lợi ích kinh tế và thịnh vượng chung. Tuy nhiên, muốn có được điều đó thì Trung Quốc phải từ bỏ cách tiếp cận cưỡng ép, bắt nạt mà hiện nay họ đang theo đuổi, đặc biệt là trong những vấn đề như Biển Đông. Thay vào đó thì cần phải đẩy nhanh các cuộc đàm phán để đạt được bộ quy tắc ứng xử trên Biển Đông thực chất, hiệu quả và có ràng buộc về mặt pháp lý để quản lý những lợi ích chồng chéo hiện nay, góp phần duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực. Nhưng trước khi đạt được điều này thì các bên liên quan như là Việt Nam, Malaysia, ASEAN, Mỹ, Ấn Độ cần phải lên tiếng về những hành vi sai trái của Trung Quốc, nhấn mạnh việc bảo đảm tự do hàng hải, hàng không ở trên Biển Đông, tôn trọng luật pháp quốc tế và giữ gìn sự tôn nghiêm của EEZ hợp pháp. Thưa quý vị, nhà báo người Mỹ David Fitling đã có bài viết đăng trên Bloomberg nhận định sự sụp đổ của Liên Xô lặp lại trong vành đai và con đường của Trung Quốc. Ông Fitling cho rằng việc đầu tư tràn lan không hiệu quả cuối cùng sẽ khiến cho chế độ Bắc Kinh có kết cục không tốt đẹp giống như Liên Xô. Điều gì đã khiến cho các chế độ sụp đổ? Nhà báo David Fitling đã đặt câu hỏi như vậy và dẫn câu trả lời phổ biến cho rằng cuối cùng đó chính là do vấn đề đầu tư. Các cường quốc là những quốc gia khai thác tiềm năng kinh tế của họ tốt nhất để xây dựng sức mạnh quân sự. Khi họ phát triển vượt ngưỡng, thì việc chi tiêu tràn lan để duy trì lợi thế chiến lược sẽ khiến cho nhiều khu vực năng suất hiệu quả hơn. Trong nền kinh tế bị thiếu vốn, dẫn tới sự suy thoái là điều không thể tránh khỏi. Tình huống nêu trên chính là viễn cảnh đáng lo ngại cho Trung Quốc. Chế độ Bắc Kinh hiện tại có thể được coi là siêu cường với GDP lớn thứ hai trên thế giới, tốc độ tăng trưởng cao trong nhiều thập kỷ, nhưng cũng triển khai các hoạt động quân sự bành trướng, phô trương sức mạnh và đầu tư tài chính tràn lan để gây ảnh hưởng trong khu vực và toàn cầu bằng sáng kiến vành đai và con đường. Kinh tế Trung Quốc bắt đầu chững lại và năm 2018 sẽ là lần đầu tiên sau 5 thập kỷ Bắc Kinh sẽ phải đối mặt với sự sụt giảm trong lượng lao động. Cũng giống như Liên Xô vào những năm 1970, Trung Quốc sẽ kết thúc giai đoạn bùng nổ lực lượng lao động thời gian dài và chế độ này hy vọng vào các khoản đầu tư tràn lan sẽ giúp giữ độ tăng trưởng cao và củng cố ổn định các vùng biên giới. Thành công hay thất bại của các dự án trong sáng kiến vành đai và con đường sẽ đóng vai trò quyết định liệu chế độ Bắc Kinh có đạt được ước mơ thịnh vượng của mình hay sẽ lại ngã quỵ trước cùng với đối thủ mà Liên Xô đã gặp phải trong thế kỷ 20. Phát triển Siberia khiến cho Liên Xô suy thoái. Theo nhà báo David Fitling, những gì Liên Xô trải qua vào nửa cuối thế kỷ 20 là khá giống với những gì Trung Quốc đã và đang sẽ bước đi trong vài thập kỷ qua và thời gian tới. Vào những năm 1950, Moscow cũng đã có bước tiến thần kỳ về nền kinh tế kiểu Trung Quốc ngày nay, khiến cho nhiều quốc gia phương Tây lo sợ rằng họ sẽ sớm bị qua mặt. Vào thời điểm đó, kinh tế Liên Xô tăng trưởng nhanh hơn bất kỳ quốc gia lớn nào khác trừ Nhật Bản. Có nhiều lý do khiến cho tốc độ tăng trưởng của Liên Xô bắt đầu chững lại vào những năm 1970. Trong đó có sự cứng nhắc của nền kinh tế kế hoạch. Lực lượng lao động tập trung vào ngành công nghiệp và một khoản tiền khổng lồ dành cho chi tiêu quân sự thời kỳ chiến tranh lạnh. Tuy nhiên, theo nhà báo David Fitling, yếu tố then chốt khiến cho năng suất của Liên Xô sụt giảm
là do các dự án phát triển Siberia, tương đồng với sáng kiến vành đai và con đường của Trung Quốc ngày nay. Từ những năm 1960, khu vực Siberia đã hấp thụ khoảng 1/3 trang thiết bị xây dựng hạng nặng của Liên Xô, cho dù vùng này chỉ chiếm 1 phần nhỏ dân số cả nước. Chế độ Moscow khi đó đã bơm vốn vào Siberia để phát triển các mỏ khí, mỏ than, nhà máy nhôm và xây dựng một tuyến đường sắt xuyên Siberia kéo dài hàng trăm cây số nối với miền Bắc. Hiệu quả sản xuất giảm trong ngành dầu mỏ, than đá và thép trong những năm 1970 và 1980 đã kéo theo giảm hiệu suất của toàn bộ nền kinh tế Liên Xô. Nhà kinh tế học Robert C. Island trong một bài viết vào năm 2001 đã nhận định rằng sự phát triển về nguồn tài nguyên thiên nhiên, Siberia là thùng chứa lớn thu hút các khoản đầu tư và khiến cho các dự án hấp dẫn hơn ở phía Tây Euro thiếu vốn và cuối cùng làm suy yếu năng suất của toàn bộ nền kinh tế Liên Xô. Nguồn tài nguyên phong phú của Liên Xô đã trở thành một lời nguyền. Phát triển tài nguyên đã nuốt một lượng lớn vốn đầu tư nhưng đổi lại là tăng trưởng GDP thấp, ông Island viết. Bỏ đông hướng Tây khiến nền kinh tế Trung Quốc mất động lực tăng trưởng. Nhà báo David Fitling đã nhận định rằng những gì xảy ra tại Trung Quốc hiện nay là khá tương đồng với Liên Xô trước đây. Moscow khi đó có mối lo ly khai tại vùng Viễn Đông, Trung Quốc giờ lo lắng về chủ nghĩa ly khai tại miền Tây. Cả hai mối lo ngại này đều kéo theo những khoản đầu tư cực lớn của chính quyền Trung ương vào các hoạt động quản lý, giám sát tại các khu vực này. Khu vực phía đông Trung Quốc vốn có hiệu suất kinh tế cao trong một thập kỷ qua đã bị giảm nguồn vốn đầu tư. Theo các dữ liệu kinh tế chính thức của nhà nước Trung Quốc, vào năm 2016, khu vực miền Tây Trung Quốc chiếm tới 19,5% tổng vốn đầu tư của cả nước, trong khi các thành phố cấp 1 phát triển năng động và tỉnh Quảng Đông chiếm 15,4% tổng vốn đầu tư. Những khu vực phát triển kém hơn ở miền Trung, miền Bắc và miền Tây Trung Quốc đã thu hút phần lớn vốn đầu tư cố định từ năm 2007. Tiến trình luân chuyển dòng vốn nêu trên cũng là phù hợp với dấu hiệu về việc Trung Quốc trong một thập kỷ qua đã không còn giữ được tốc độ tăng trưởng thần kỳ như các thập niên trước đó. Chi phí nhân công đã tăng nhanh hơn tăng trưởng năng suất kể từ năm 2008, có nghĩa là nền kinh tế đang phát triển ít hơn và ít cạnh tranh hơn theo thời gian, theo một báo cáo mới đây của một nhóm nghiên cứu kinh tế độc lập. Vành đai và con đường là đỉnh của tảng băng trôi. Nhà báo David Fitling cho rằng các dự án vành đai và con đường của Trung Quốc từ châu Á, Trung Đông, châu Phi đều như đỉnh của tảng băng trôi. Ông Fitling nhận định các khoản đầu tư khổng lồ của Trung Quốc vào các dự án cơ sở hạ tầng ở nhiều nước gây ra vấn đề cho cả đầu tư và cả bên vay nợ. Trong khi các con nợ có nguy cơ mất chủ quyền thì những dự án không hiệu quả cũng sẽ khiến cho chủ nợ Trung Quốc gặp rủi ro trong việc giữ tăng trưởng quốc tế. Điều mấu chốt để duy trì chế độ đảng Cộng sản Trung Quốc tại đất nước hơn tỷ dân, đông dân nhất thế giới. Theo ông Fitling, các khoản tiền đầu tư khổng lồ của Trung Quốc vào các dự án như là cảng Hambantota, Sri Lanka, 1,6 tỷ đô la Mỹ, cảng KLPU, Myanmar, 9,6 tỷ đô la Mỹ và đường ống dẫn từ Côn Minh tới KLPU là 2,5 tỷ đô la Mỹ, đều đang có nguy cơ không sinh lời. Trung Quốc tính toán rằng họ sẽ xây dựng đường sắt, đường ống dẫn khí qua hành lang phía Tây, qua Trung Á nối tới Ấn Độ Dương để giao thương với phương Tây, giúp họ không bị phụ thuộc hoàn toàn vào tuyến hàng hải truyền thống mà Trung Quốc kết nối với Tây Âu và Trung Đông qua eo biển Singapore và Malacca. Nhưng nhà báo Fitling đánh giá rằng kế hoạch đó của Trung Quốc đã xuất phát từ việc hiểu sai cả lịch sử và kinh tế học cơ bản về giao thương Đông-Tây. Phần lớn thương mại Đông-Tây luôn phụ thuộc nhiều vào vận tải đường biển qua Đông Nam Á, Ấn Độ và bán đảo Ả Rập hơn là con đường tơ lụa trên đất liền băng qua thảo nguyên Âu Á. Các đường ống dẫn dầu nhìn chung phải cần sử dụng ít nhất là 50% công suất để hòa vốn, nhưng đường ống dẫn khí KLPU Trung Quốc Myanmar hiếm khi chạy tải 1/3 năng lực kể từ khi khai trương vào năm 2013. Một nhà máy lọc dầu công suất là 260.000 thùng trên một ngày được xây tại Côn Minh. Trung Quốc có quy mô bằng với nhà máy lọc dầu lớn nhất Anh Quốc sẽ rơi vào tình cảnh hoạt động không hết công suất nếu lượng dầu khí chuyển qua đường ống KLPU không tăng lên. Trong khi đó, tuyến đường sắt kết nối châu Âu với một thành phố tại tỉnh Chiết Giang, gần Thượng Hải, 4 tháng đầu năm 2018 này, trị giá vận chuyển là chỉ đạt 330 triệu đô la Mỹ, theo số liệu của công ty vận tải đường sắt Trung Quốc. Giá trị vận chuyển này chỉ bằng khoảng 1/3 số hàng hóa trên duy nhất một chiếc tàu biển lớn. Hiện nay có cả hàng trăm tàu biển cỡ nhỏ kết nối Đông Tây qua eo biển Singapore và Malacca hàng ngày. Một trong bốn cảng biển lớn nhất Trung Quốc mỗi 3 giờ đồng hồ sẽ tiếp nhận số hàng hóa bằng trị giá vận tải của tuyến đường sắt Chiết Giang châu Âu trong 4 tháng.
Việc đầu tư vào con đường tơ lụa mới và các dự án phía Tây khiến cho Trung Quốc rời xa động lực tăng trưởng chính của họ trong nửa thế kỷ qua. Đó là đang gieo hạt giống của sự suy tàn, nhà báo David Fickling kết luận. Kính thưa quý khán thính giả, một tin Biển Đông của Daikin TV đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.